Bài này giống như là một cái bài mở đầu mà cũng là cái bài sẽ theo với các bạn trong những đường phục vụ, học hỏi và phục vụ của các bạn. Lời của Thánh Augustino nha. Mình hát trước một lần các bạn là nghe thôi, rồi từ từ sự vững rồi các mình hát theo. Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Và xin cho con biết con để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con.